Khôi xin kính chào bà con nghe. Nay Khôi bắt đầu phát tập 2 bộ truyện Cuộc Chiến Gia Tộc, tác giả Hồi Ước. Tập 2 này á sẽ giải đáp mọi cái khúc mắc của cái tập 1 hôm qua đã xảy ra. Cái tập hôm qua cô chú anh chị mình nghe sẽ thấy là các tình tiết nó cứ rời rạc. Tập 2 này á sẽ thấy là mọi thứ nó hợp lý một cách vô cùng hợp lý. Hai cha già lão Trương với lão Xứng á. Trương, Xứng. Đọc lái lại là Xứng Chướng. Tự nhiên nghe cái nó đau đau mà nó nhói nhói mà nó thôi. Mời cô chú anh chị cùng lắng nghe tập 2 nghe. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt 2 tập vừa qua. Và bây giờ Khôi xin bắt đầu. Quần khốn nạn, loại lang loan, đã thế tao tác thành cho chúng mày chung mộ luôn. Giở lấy cây cuốc ở góc giường, đồng thời với bộ mặt hầm hầm đi ra ngõ. Lão Trương thấy mụ vợ béo đẩy cổng bước vào với bộ mặt sưng dù. Chẳng nói chẳng rằng, lão giơ tay lên, một cái tát nảy đôn đốm mát rơi xuống má trái của mụ. Mụ đều ngã ngay xuống đất ú ớ. Ông làm gì thế? Lão Trương rít qua kẻ răng. Mày còn hỏi hả? Mày ra ngoài chợ, mày làm gì với thằng Xứng Thọt? Hả? Con mất dạy. Bấy giờ, Lý Lát lập cập chạy tới ôm chầm lấy ông bác họ, can ngăn. Bác đừng nóng, khéo có án mạng bây giờ. Tuy nhiên, lời nói ỏm ờ không ra đầu ra đuôi của Lý Lát càng như đổ thêm dầu vào lửa. Lão Trương nóng máu. Tao phải giết. Lợi dụng lúc Lý Lát đang ôm lão Trương, mụ điều chạy vội vào trong nhà, khóa chặt cửa lại, rồi chỏ mồm ra chửi đổng. Tiên sư bác cháu nhà mày, tao làm gì mà chúng mày đối xử với tao như thế? Uổng công tao vì hội trịnh này mà sức đầu mẻ tráng với lão Thột già. Ôi trời ơi, sao mà cái thân tôi nó lại khổ như thế này? Tông môn nhà thằng Trương chuột. Cây cú vì cái tát như trời giáng của chồng, mụ điều lôi hết tổ tông nhà chồng lên mà chửi. Lúc này, lão Trương ở ngoài được Lý Lát giải thích. Trời ơi, bác hiểu lầm bác gái rồi. Ý cháu là lúc ở ngoài chợ, bác gái đã đánh nhau với lão Xứng Thọt. Bác gái ngồi đè lên lão đó, rồi bóp cổ. Sau đó, lão ấy mới... Lý Lát bỏ lửng câu nói, nhưng lão Trương đã hiểu cả. Hối hận vì vừa đánh oan vợ, giận thằng cháu đần độn, không biết đường nói cho sáng tỏ từ đầu. Lão chỉ tay ra cổng, quát. Tông môn nhà mày, mày họ Nguyễn chứ có phải họ Tôn đâu mà đầu toàn cứt thế. Ăn không nên đội, nói không nên lời, làm tao hiểu lầm. Cút! Biết chồng ra ngoài sinh sự, bà Thu nỉ non khuyên lão Xứng hãy tem tém lại, kẻo họa từ miệng mà ra. Tuy nhiên, lão Xứng chẳng những không nghe mà còn mắng vốn. Bà thì biết gì, cái ngữ ấy chửi thế chứ chửi nữa cũng không biết nhục đâu. Nếu hôm nay không ngại chỗ đông người, tôi đã dần cho con mụ điều nhiều tử. Bà Thu thở dài cảm thán. Mình mất con, họ cũng mất con, có sung sướng gì đâu. Tất cả là do chúng nó, họ nhà nó thất đức nên phải chịu quả báo, có gì mà bà phải thương phải xót. Biết thằng chồng nói đúng, nhưng bà Thu không đồng tình ở chỗ chồng bà đem nỗi đau mất con của người khác ra làm trò tiêu khiển. Há nào tự khoét vào nỗi đau của chính mình. Rồi đây, mối thâm thù giữa hai họ Trịnh Nguyễn không biết bao giờ mới chấm dứt. Thắp nén hương lên ban thờ tổ tiên xong, lão Trương quay sang nói với con dâu. Cái thai trong bụng con là nam thai, như vậy là rất tốt, chứng tỏ ngay cả ông trời cũng không nỡ để thằng côi tuyệt tự tuyệt tôn. Thằng bé sau khi ra đời sẽ đặt tên là Nguyễn Văn Thiên Lộc, có nghĩa là lộc trời cho. Tháo chiếc vòng trên cổ đưa cho lại, lão Trương nói.
Đây là của gia bảo của nhà ta, con hãy giữ lấy, sau này cho thằng Thiên Lộc. Nhìn đôi mắt lấp lánh của Lại khi nhận vật tổ truyền, lão Trương hài lòng giải thích. Mặt đá này vốn dĩ có hai nửa âm dương, đây là nửa âm, nửa dương do họ Trịnh giữ. Con phải dặn dò thế hệ sau, nhất định phải tìm nửa còn lại về hợp nhất và kính cáo tổ tiên. Màn đêm buông xuống, trên con đường làng sâu hun hút, thông từ xóm thượng về xóm hạ xuôi xuống hồ nước cuối làng dồi. Một bóng người lầm lội bước đi dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Tới nơi, người đàn bà lặng lẽ bước xuống mặt hồ, nơi có tấm chiếu cối đang chờ sẵn. Mặt nước khẽ lay động, bốn mép chiếu lùng bùng như có người bên dưới. Tấm chiếu dần ra xa, đi vào dòng nước lấp lánh ánh vàng sang tới tận bờ bên kia. Dường như đã đứng đợi từ lâu, lão già cổ quái hôn nào cầm thanh kiếm cùng chàng hẹt, cất giọng khàn đột. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Người đàn bà bước lên bờ như một cỗ máy, từ từ đưa hai tay dâng lên trước mặt lão già. Lão bật cười ha hả, khiến đám quả đen đậu quanh đó sợ hãi bay dúc lên cao, cất tiếng vừa thê lương vừa ghê rợn. Từ dạo anh trai cả bị bắt, anh trai thứ chết trôi ngoài hồ nước, Nguyễn Văn Lập ít khi được ra khỏi nhà vào buổi tối bởi lão Trương lo sợ con trai út gặp chuyện. Tuổi 17, sức trai đang hừng hợp, bị nhốt trong nhà nhiều khiến Lập như con ngựa vía cuồng chân. Hắn đâm ra bức bối. Đêm trăng lặng gió, Lập thấy trong người nóng nực vô cùng, bèn đem chỏng ra ngoài sân nằm hóng mát. Bỗng đâu từ phía sau bếp có tiếng xối nước ào ào. Lập tỉnh người, biết rằng chị dâu đang tắm, không kìm được, Lập lò dò bước lại gần, khẽ khàng tiếp cận nhà tắm để nhìn trộm chị dâu. Mới sáng sớm, cả làng dồi thượng đã bị tiếng kêu la tru tréo của mụ Điều làm cho tỉnh giấc. Lúc vài người hàng xóm chạy sang, thấy mụ đang ngồi bệt dưới đất, đầu tóc rũ rượi giật giả khóc than. Còn lão Trương thì quỳ chết lặng trước cửa nhà tắm, mặt mày tái nhợt không nói nên lời. Cảnh tượng bên trong mới khiến người ta thấy sợ, bởi Nguyễn Văn Lập đã chết cứng từ bao giờ. Hắn chết trong tư thế hai chân quỳ, còn đầu thì chúc vào chung nước, ngạt thở mà chết. Khi lão Trương phát hiện ra, làm cách nào cũng không lôi Lập ra được. Liên tiếp hai tháng trời, nhà lão Trương lần lượt đưa tiễn hai người con trai ra đồng dạ. Trong dòng tộc lập tức có người nói, nhà lão Trương đang có hạn trùng tang, không khéo sẽ lây sang cả họ. Bấy giờ, lại có người đi xem thầy về, nói với lão Trương. Cô Thủy chết vào giờ trùng tang, bây giờ đang dẫn theo quỷ sứ điểm mặt chỉ tên người trong họ Nguyễn để bắt đi. Dù cho chưa từng đăng ký kết hôn với Nguyễn Văn Côi, nhưng cô ta đã làm đám cưới và thắp hương kính cáo tổ tiên, tức đã là con là cháu họ Trịnh, là trưởng họ, đồng thời là bố chồng của cô Thùy. Thiết nghĩ ông Trương nên đứng ra giải quyết chuyện này để trả lại sự yên bình cho mọi người. Quả nhiên, lời người kia nói không sai, bởi vì sau đó nửa tháng, trong họ lại tiếp tục có người vong mạng. Chuyện này một lần nữa khiến cho lòng người bất ổn. Có gia đình vì quá sợ hãi nên đã kéo nhau rời khỏi làng, tá túc ở một nơi khác. Lão Trương và mụ Điều dù đang ủ dột vì mất con, nhưng trước sự sống còn của dòng họ, cũng phải nén nỗi đau đi tìm thầy về giải trùng. Ngạc nổi, thầy nào tới xem xong cũng lắc đầu lè lưỡi, sợ hãi bỏ đi. Trong làng có bà Cụ Tuất, một người phụ nữ quá bụa, sống một mình ở cuối làng. Hồi còn trẻ, bà cũng trình đồng mở phủ. Tuy nhiên, kể từ ngày mù lòa, bà hiếm khi mở cửa tiếp khách cũng như ra khỏi nhà. Lão Trương nghĩ tới Cụ Tuất, liền dục vợ mang lễ đến hỏi chuyện gia đình. Sau khi bấm độn, Cụ Tuất ngước hai mắt mờ đục hướng về phía mụ Điều và nói. Nguy to! Nhà bà đang bị vong oán đó, không những một vong mà là hai vong hẳn hôi. Đây chính là nghiệp chướng mà gia đình đã tạo ra.
mụ Điều giái sóng cụ Tuất. Dạ thưa cụ, oan quá, nhà con trước nay có hại ai bao giờ? Người ta nói nhà dột từ nóc là đây. Mụ Điều là loại người dù có sai nhưng cũng chưa bao giờ biết nhận lỗi. Bởi thế mà trước đây hành hạ người con dâu cũ khiến cô sảy thai, sau đó lại ngang nhiên đuổi về nhà đẻ để cưới vợ mới cho con trai. Nhưng mụ vẫn cho rằng mọi tội lỗi là do con dâu, kể cả khi Thùy đau khổ trầm mình tự vẫn thì mụ vẫn dửng dưng như chưa hề có gì xảy ra. Cụ Tuất chép miệng cảm thán: Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Nói bà tin hay không thì tùy, nhưng đằng sau bà có dòng theo đó. Còn những người trong họ nhà bà thì liệu hồn. Mụ Điều bị dọa cho hồn siêu phách lạc, vái lại rối rít: Cụ cứu con với, cứu con với, con xin nghe theo cụ, xin cụ soi đường chỉ lối. Họ Nguyễn tuyệt nội mất thôi, đến nay đã ba mạng bị bát rồi, mỗi đám tang cách nhau đúng một tháng, cụ cứu chúng con với. Cụ Tuất hướng mắt ra ngoài khoảng sân nắng chói chang, thở dài đáp: Bây giờ bà về nhà làm cho tôi ba việc. Thứ nhất là phải lập ngay ban thờ cho mẹ con người xấu số. Thứ hai là vào đêm rằm chuẩn bị một mâm lễ mặn, một chung nước, một mảnh vải trắng. Sau khi hết một tuần nhang thì lập tức nhúng mảnh vải trắng vào trong nước. Sau khi dâng lên mà thấy trên đó có những vết bùn thì lập tức đi theo hướng của vết bùn đó. Đi tới khi nào thấy con trâu trắng chạy tới từ phía ngược lại thì mới thôi. Hễ con trâu dừng ở đâu thì đào chỗ đó lên, cho dù có bất cứ thứ gì bên dưới cũng phải đưa về hậu táng. Nếu như hoàn thành được ba việc đó, coi như giải được trùng. Cụ Tuất đưa cho Mụ Điều một lá bùa vàng và nói: Đây là bùa gọi hồn, hễ thắp hương xong thì đốt đi cùng với vàng mã. Cầu cho nhà bà tai qua nạn khỏi, tôi chỉ giúp được nhiêu đây thôi. Mụ Điều dân dạ, cúi đầu bước giật lùi ra phía cửa. Theo đúng như những gì cụ Tuất căn dặn, vào đêm rằm, nhà lão Chương bày hương án ra ngoài sân cùng một mâm lễ vô cùng thịnh soạn. Sau khi thắp hương và khấn vái gọi vong hồn người chết về nhận lễ, cả nhà lão Chương hồi hộp chờ đợi nén hương cháy hết. Hai vợ chồng lập tức nhúng mảnh khăn trắng vào chung nước, bốn con mắt căng ra tìm dấu vết của bùn đen hiện lên. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, Mụ Điều lo lắng xen lẫn thất vọng, cho rằng bùa của cụ Tuất không linh. Lão Chương thở dài hỏi vợ: Liệu mình có sai sót điều gì không? Mụ Điều lắc đầu, bộ dạng não nề. Lúc sắp sửa ném mảnh vải sang một bên thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, mụ kêu lên: Lá bùa gọi hồn, mau đi đốt lá bùa cùng giấy tiền đi. Mụ lật đật lấy ra từ trong túi lá bùa đưa cho chồng. Lão Chương vừa làm vừa chửi thầm con vợ đản trí. Nếu như không phải đang trong lúc căng thẳng thì lão đã cho mụ một trận rồi. Lửa từ chậu vàng mã bốc lên ngùn ngụt, tro tàn theo gió bốc lên cao bay tứ phía. Lúc này người con dâu đang mang thai được lão Chương đặt cách cho về nhà đẻ trình dưỡng bỗng dưng lù lù đẩy cổng bước vào. Vừa trông thấy lại, vợ chồng lão Chương đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên chưa kịp hỏi han gì, cô ta đã ngã giật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mụ Điều chạy tới bên cạnh lại lay gọi, đồng thời xốc nách cô dìu vào trong nhà. Ở ngoài sân, lão Chương bỗng kêu lên: Có rồi. Quả nhiên trời không phụ người có công, trên mảnh vải trắng đã dần dần hiện lên những dấu bùn đen như dấu chân người. Vợ chồng lão Chương chạy về phía tây theo hướng dấu chân trên mảnh lụa trắng. Đi mãi mà không thấy con trâu trắng, lão Chương lo lắng nói: Làng này lấy đâu ra trâu trắng, có khi nào lại thất bại không? Mụ Điều cũng hoài nghi, nhưng nhớ lại chuyện khi nãy, mụ bảo chồng: Ông phải kiên nhẫn chứ, biết đâu đi một lúc nữa sẽ thấy. Vợ chồng lão Chương đứng tần ngần ở bãi đất hoang, vốn là nơi người dân hay chăn thả gia súc. Lúc này, từ phía xa xa, bỗng có người dắt trâu đi tới. Lão Chương và vợ chưa kịp mừng rỡ thì Mụ Điều chợt thở dài thất vọng: Là trâu đen ông đó ạ. Lão Chương giơ cao cây đèn pin soi cho rõ,
Quả nhiên như vợ lão nói, đó là một con nghé đen, lão lẩm bẩm. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại đi chăn trâu bao giờ? Không lẽ kia là ma? Lão Trương nói hết câu, thì con nghé bị ánh đèn làm cho kinh động. Nó hùng hục lao tới nhắm vợ chồng lão Trương mà tấn công. Hai người hốt hoảng quay đầu chạy thục mạng. Mụ Điều hét to. Ông mau tắt đèn đi! Lão Trương đang lúc mất bình tĩnh, nên quay đại cây đèn sang một bên. Thấy phía trước là hố bom từ thời chống Mỹ, nay đã thành hố nước động, liền nhảy ngay xuống tránh trâu điên hút. Nhưng con nghé không vì thế mà dừng lại, nó cũng ngay lập tức nhảy xuống theo. Ở trong nước, nó mất đà tấn công, chỉ bị bổn lội. Vợ chồng lão Trương lóp ngóp bò lên bờ thở hồng hộc. Chỉ ít giây sau, con trâu cũng nhảy lên theo, khiến cả hai mất mệt. Nhưng nó không đuổi theo hai người nữa, mà tiếp tục chạy theo hướng ban đầu. Lão Trương và Mụ Điền nhìn theo, run như cày sấy. Không rõ là do ánh trăng hay do cả hai hoa mắt, mà con trâu sau khi ngôi lên từ hố nước, bỗng như lột xác. Mụ Điều nhìn theo, lắp bắp. Trâu trắng! Lão Trương chợt hiểu ra, con trâu đó vốn là trâu trắng, nhưng do nó đầm mình trong bùn, cộng thêm đêm tối, khiến vợ chồng lão trông gà hóa cuốc. Nhìn quanh quất một hồi, thấy người chăn trâu đã mất dạng, lão Trương run rẩy ngửa cổ chắp tay khấn. Chắc chắn là tổ tiên hiển linh soi đường chỉ lối giúp chúng con rồi. Chúng con xin tạ ơn các ngài. Đuổi theo con trâu hơn 100 mét, lão Trương và Mụ Điều thấy nó dừng lại trước ụ đất, liên tục nhảy qua nhảy lại, kêu ngé ọ không ngớt. Kêu chán, nó nằm phủ phục ở ngay gốc cây gần đó. Vợ chồng lão Trương ôm nhau mừng rỡ. Kia rồi, đúng là chỗ đó. Mau tới xem. Đã chuẩn bị sẵn cuốc thủng đem theo, nên trong khi lão Trương hì hục đào bới, Mụ Điền dở sẵn vuông vải trải rộng trên mặt đất chờ đợi. Có câu, đồng vợ đồng chồng tác bể đông cũng cạn, nói đúng với vợ chồng lão Trương vào lúc này. Bởi chỉ sau một giờ đồng hồ tay cuốc tay thủng, hai người đã đào được một cổ quan tài. Vợ chồng nhìn nhau, vừa run rẩy vừa kinh ngạc. Mụ Điều nhắc lại lời của cụ Tuất. Cụ bảo dù đào được thứ gì cũng phải đưa về hậu táng. Lão Trương suy tính một lúc rồi nói, cho dù là hậu táng cũng cần biết danh tính kẻ bên trong là ai chứ. Trái lại với sự sợ hãi ban nãy, lão Trương trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết. Lão lấy thủ dùng hết sức bình sinh đậy nắp ván thiên. Lúc nắp áo quan bật ra, ánh trăng rọi vào quan tài, giúp cho lão và Mụ Điền có thể nhìn rõ hình hài của một người phụ nữ. Lão Trương dục vợ, mau đi nhặt đèn pin lại đây. Mụ Điều nhanh như một cơn gió chạy về phía hố bom ban nãy nhặt đèn pin. Nhờ có ánh sáng của đèn, vợ chồng Trương Điều bàng hoàng nhận ra người trong quan tài chính là cô con dâu giáng số của nhà mình, Trịnh Thị Thùy. Phút ngỡ ngàng và kinh ngạc qua đi, lão Trương bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Bởi Thùy đã chết hơn 3 tháng, vậy mà không hiểu sao thi thể vẫn còn nguyên dạng, không bị phân hủy. Hơn nữa, rõ ràng lúc trước, việc tìm kiếm xác của Thùy dưới lòng hồ bị thất bại. Vậy thì ai là kẻ dứt được cô và an táng tại nơi này? Mụ Điều nhìn những lá bùa dán xung quanh quan tài và trán của con dâu, thì khẽ rùng mình nói thầm. Cô nên gỡ bùa ra không? Lão Trương nhíu mày suy nghĩ. Lão biết những thầy phù thủy xưa kia thường dùng bùa chú giam cầm linh hồn kẻ khác để sai khiến, điều khiển. Vậy ác hẳn những lá bùa này chẳng có tốt lành gì. Cụ Tuất đã chỉ điểm cho lão đến đây, như vậy lão có trách nhiệm giải thoát cho Thùy. May ra hành động này của lão sẽ chuộc được tội với cô. Nghĩ sao làm vậy, lão lập tức ra tay. Khi lá bùa cuối cùng được gỡ, trên tầng không gió rít ào ào như vũ bão. Đợi cho trận cuồng phong qua đi, vợ chồng lão Trương nhìn lại thấy thi thể Thùy đã thối rữa bốc mùi nồng nạc. Mau đóng nắp áo quan lại. Bấy giờ, một khó khăn nữa lại xuất hiện. Lão Trương bảo vợ, làm sao để đưa quan tài lên đây? Chỉ có tôi và bà thì không thể. Đúng lúc này, người chăn trâu ban nãy lù lù xuất hiện. Dù trời tối, nhưng ông ta lại đội nón mê che nửa mặt. Thấy người lạ, lão Trương vô cùng bối rối. Nhưng người kia đã lên tiếng trước. Con nghé của tôi đang đi tìm mẹ, còn tôi thì tìm nó suốt cả ngày.
chắc là ông đang cần người hỗ trợ. Nếu không chê thì để tôi giúp một tay. Lão Trương chưa kịp gật đầu, người kia đã nhảy phóc xuống huyệt mộ, réo gọi hai vợ chồng lão cùng nhảy xuống theo. Lão Trương cười bất lực, bởi để khinh cổ quan tài lên, sức ba người là quá yếu. Nhưng người kia đã chứng minh cho lão Trương thấy sự lo lắng của lão là vô ích, bởi cổ quan tài lúc này nhẹ hẳn một cách kỳ lạ. Sau khi đưa được áo quan lên mặt đất, người đàn ông vòng ra sau gốc cây, kéo tới một cỗ xe hai bánh. Ông ta nhanh thoăn thoắt dục con trâu trắng đứng dậy, đeo ách cho nó. Sau đó ba người lại tiếp tục đặt cổ quan tài lên xe. Cắt đặt đâu vào đấy, người lạ dục lão Trương và mụ Điều lên xe trở về, kẻo trời sáng. Ông ta nói, tôi cho ông bà mượn xe và trâu, xong việc thì trả lại cho tôi. Lão Trương hỏi rõ cao danh quý tính và địa chỉ của người chăn trâu. Ông ta đáp, tôi họ Nguyễn, tên Nhân, là người làng Đông Xá. Bất giác, lão Trương ngờ ngợ vì cái tên Nhân. Định quay sang hỏi thêm thì người kia đã không còn ở đó. Mụ Điều cũng ngơ ngác lẩm bẩm, khiếp quá, cứ thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. Sau một hồi suy nghĩ, lão Trương chợt vỗ trán kêu lên, thôi đúng rồi, chắc chắn người vừa rồi là cụ tổ Nguyễn Văn Nhân của họ nhà ta đi mà. Cụ sinh vào thời vua Gia Long, lúc ấy làng Dồi vẫn còn lấy tên làng Đông Xá, trong gia phả còn ghi rõ. Trời còn chưa tỏ mặt người, mụ Dành đã trở dậy đun nước hãm chè. Dù biết mới sáng sớm sẽ chẳng có khách nào giảng lai, nhưng đây là thói quen của mụ. Bước sang tuổi ngũ tuần, không tránh được trong người bốc hỏa, nên việc khó ngủ là chuyện thường tình. Mụ Dành có nhà trong làng, nhưng mụ thường ngủ luôn ở quán, vừa tiện bề trong nom, vừa không phải đi lại nhiều, bởi mụ vốn ở một mình. Mở cửa quán đón gió sớm, mụ Dành bất ngờ khi bữa nay con đường trước mặt nhộn nhịp khác thường. Một đoàn người nối dài chia thành từng tốp, hai người trên vai vác cây chuối hộp. Mụ Dành dụi mắt nhìn cho kỹ, nhưng vì thân cây che mất mặt người, mụ không nhận ra được ai với ai. Mụ hán giọng lên tiếng hỏi bọn họ, chuối ở đâu mà nhiều thế hở các bác? Không có ai trả lời mụ, chỉ có tiếng chó sủa hóng từ trong làng vọng ra. Một cơn gió lướt qua, mụ Dành khẽ rùng mình ớn lạnh. Lúc nhìn theo những gốc chuối, mụ giật mình vì tưởng tượng ra những cái đầu người đang xõa tóc. Cảm thấy việc này cổ quái, đợi cho đoàn người đi qua, mụ Dành chích khăn đóng cửa quán, tất tả chạy theo những kẻ kia để tìm hiểu sự tình. Tuy nhiên lúc đi tới hồ nước cuối làng hạ, đoàn người đã mất tâm, không để lại dấu vết. Mơ mơ thực thực, không biết mình vừa gặp người hay ma, nhưng đứng ở nơi đồng không mong quạnh, gió rít dù dù, mụ Dành tưởng tượng ra hai oan hồn của cô và Thùy đang lập lờ dưới nước gọi tên mụ. Sợ đến mất cả mật, mụ hớt hải quay gót, bước thấp bước cao trở về quán nước. Cơ khổ, có lẽ vì quá sợ hãi, mụ dấp ngã mấy lần, bước hụt vào ổ trâu ổ gà, bung cả dép, sổ cả tóc. Cuối cùng thì cũng về tới nơi, mụ rót nước vào cốc tu ừng ực mà quá nửa chảy ra ngoài bởi vì không kiềm được cơn run rẩy. Ngồi trên giường chùm khăn kín mít, hơn 50 tuổi đầu, mụ Dành lần đầu tiên biết cảm giác không rét mà run. Ngẫm lại, mụ càng khẳng định chắc nịch đoàn người vác chuối ban nãy là ma, bởi vì họ đi mà không phát ra tiếng động nhỏ nào. Hơn nữa lúc ấy trên đường làng, tuyệt nhiên chỉ thấy bóng những cây chuối đổ dài, còn bóng người thì không thấy. Còn chưa kịp hoàn hồn, bên ngoài túp lều của mụ văng vẳng tiếng nói âm u ma quái. Khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng, bằng không đừng trách. Lần đầu tiên sau mấy chục năm bán nước, người ta thấy mụ Dành đóng cửa quán.
nhưng đó không phải là tin tức chấn động và đáng chú ý nhất. Bởi hiện nay tại làng Dồi, tất thảy đang hoang mang vì nhiều người đàn ông trong làng mất tích. Ban đầu, ai nấy đều cho rằng những người đàn ông đó tụ tập ở đâu đó đánh bạc. Nhưng đợi suốt một ngày một đêm, những người vợ, người cha, người mẹ không thấy chồng con họ trở về thì bắt đầu lo lắng. Dù đã báo lên chính quyền địa phương, nhưng theo nguyên tắc, mới qua một ngày chưa tính là mất tích. Công an xã trấn an và khuyên người nhà nên bình tĩnh chờ đợi. Ngày thứ hai trôi qua, có người bỗng để ý mụ Dành đã lâu không ra khỏi quán. Đứa cháu gọi mụ là bà cô họ liền chạy tới gõ cửa. Lúc bước vào trong quán, nó thấy mụ đang nằm trên giường, cả người nóng ran. Biết bà cô bị sốt, thằng cháu đi nấu cháo và mua thuốc cho mụ Dành uống, đồng thời bán tin. Trời ơi, cô không dậy mà hóng chuyện, làng mình mất tích bao nhiêu người kia kìa. Mụ Dành đang hút dở bát cháo, ngước lên nhìn thằng cháu bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, mụ hỏi lại. Mất tích? Bao giờ? Từ hôm kia, ban đầu tưởng đâu các ông ấy tụ tập đánh bạc ở đâu đó, nhưng đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng ông nào về. Họ có để lại thư từ gì không? Mụ Dành hỏi. Thằng cháu chép miệng. Để lại thư thì còn nói làm gì? Họ mất tích không dấu vết, đồ đạc cá nhân còn nguyên, cứ như là bị ma bắt vậy. Bát cháo trên tay mụ Dành suýt thì rơi xuống đất. Mụ nhớ đến đoàn người đêm hôm trước vác chuối đi trên đường làng. Góc chuối trông y hệt đầu người. Bây giờ thì mụ hiểu ra, thứ mụ nhìn thấy vốn không phải là thân cây chuối mà chính là người. Mụ ú ớ lắp bắp. Âm binh vác người ra khỏi làng! Âm binh vác người ra khỏi làng! Mụ Dành chưa nói hết câu, đột nhiên máu mồm ọt ra, mụ ngã lăn xuống đất, hai mắt trợn trừng. Tiếng kêu thất thanh của đứa cháu họ khiến mọi người đổ xô tới quán nước. Dù đã được cảnh báo, nhưng hầu hết người làng đều bị ám ảnh bởi cái chết của mụ Dành. Vì lúc đưa mụ về nhà làm đám tang, chiếc khăn trên đầu mụ xổ ra, ai nấy đều bàng hoàng, vì chỉ sau mấy đêm mà tóc mụ đã bạc trắng. Gương mặt của mụ đầy vẻ kinh hãi, như thể trước lúc chết, mụ đã nhìn thấy thứ gì ghê rợn lắm. Vì sống cô độc một mình, nên việc ma chay của mụ Dành được họ hàng đứng ra lo liệu. Qua ba ngày, người cháu họ hôm trước mới nhớ ra chuyện quan trọng, liền tới báo với trưởng thôn. Cháu biết chuyện này khá hoang đường, nhưng cô Dành cháu trước khi mất đã nói một câu rất lạ. Ông trưởng làng liền dột. Là câu gì? Cậu nói thử tôi nghe. Dạ, cô ấy bảo rằng âm binh vác người ra khỏi làng, âm binh vác người ra khỏi làng. Sau đó, trước lúc tắt thở, cô ấy còn chỉ tay về phía làng hạ và nói ngoài hồ nước, ngoài hồ nước. Cô Dành sống ở gốc đa bao nhiêu năm nay, thiết nghĩ cô ấy đã thấy được điều gì đó cho nên mới nói như vậy. Cháu tin nó có liên quan tới chuyện mất tích ở làng á. Ông trưởng thôn nghe xong, nét mặt liền tối lại. Ông nói, chuyện này rất hệ trọng, nhưng nếu báo với chính quyền, e rằng không ai tin. Có khi họ còn gán thêm cho tội mê tín dị đoan. Giờ tôi sẽ họp làng, việc này cần sự đồng thuận của mọi người thì mới có thể giải quyết được. Tiếng kẽn ở ngoài đình làng vang lên dồn dập. Chưa bao giờ lòng người lại hoang mang đến thế. Ông trưởng làng cầm tờ danh sách, điểm lại một loạt những gia đình có người thân mất tích. Trong đám đông tham dự cuộc họp có cả lão Sướng và lão Chương, hai kẻ không đội trời chung, lần đầu tiên chạm mặt nhau mà không gây gỗ. Lão Sướng đã mất đi đứa con gái, còn lão Chương vừa mất đi hai đứa con trai. Ai cũng thấm thía nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giờ đây, trong danh sách những kẻ mất tích có cả con trai của lão Sướng. Như vậy có lẽ đây chính là ý trời. Lão Chương phân vân, không biết có nên nói cho lão Sướng biết việc mình đã tìm được xác của Thùy và an táng cho cô bên cạnh Nguyễn Văn Côi hay không. Tuy nhiên tình hình cho thấy hiện giờ chưa phải lúc. Sự việc lạ lùng đêm hôm trước đến bây giờ, lão Chương vẫn còn cảm thấy hư hư thực thực.
Ngay sau khi lo liệu cho Thùy mộ yên mã đẹp trong vuông đất nhận phần của họ Trịnh, vợ chồng lão liền quay về làng để báo với cụ Tuất. Lúc này, con trâu trắng cùng cổ xe đã biến mất dạng. Kể lại toàn bộ sự tình cho cụ Tuất nghe, cụ giải thích. Linh hồn cô Thùy đã nhập vào cái lại, con dâu mới của ông bà, nên khi cô ta thoát ra, cái lại mới bị ngất. Con trâu trắng chính là con của cô ấy, còn người dắt nó đến cho ông, quả đúng là cụ tổ chi trưởng đời thứ ba, có tổ tiên hiển linh phù hộ, như vậy phúc trạch nhà ông chưa cạn. Dạ thưa cụ, vậy ai đã dứt xác và chôn cất cái Thùy ở nơi hiu quạnh đó? Cái này á, tôi cũng không rõ, nhưng mà hồn oan cô Thùy chắc chắn đã giao kèo với một kẻ nào đó có sức mạnh tâm linh để được hắn giúp sức lưu lại chốn dân gian trả thù những người còn sống. Hoặc là cô ta bị kẻ xấu lợi dụng và ép buộc để thực hiện âm mưu thâm độc. Thưa cụ, nói như vậy chẳng phải là nhà chúng con vẫn còn nguy hiểm? Cụ Tuất dựa lưng vào tường, dáng vẻ mệt mỏi, cụ đáp. Nếu như ông bà đã hoàn thành những việc hôm qua tôi bảo, thì có nghĩa mẹ con của cô Thùy đã được đoàn tụ, cô Thùy cũng được giải thoát và được tổ tiên nhà chồng đón đi. Cô ta sẽ không quay về quấy nhiễu nữa đâu. Có điều... việc này hệ trọng, vì tôi tin nó có liên quan tới kẻ khác. Nhà ông bà tai qua nạn khỏi, nhưng dân làng thì chưa chắc. Trở lại với thực tại, sau khi tiếng bàn tán xôn xao ngớt hẳn, vị trưởng làng nói qua về câu chuyện của bà Dành, đồng thời đưa ra kế sách. Các cụ có câu, cô thợ cô thiên, cô kiên cô lành. Chuyện bà Dành gặp ma không ai chứng kiến. Tuy nhiên, sự ra đi của bà ấy, những người đã chứng kiến thì đều thấy kỳ quái. Tôi đề nghị chúng ta mời một thầy bộ cao tay về giúp dân làng tìm người, đồng thời xua đuổi âm tà. Người dân quê hầu hết vốn rất sùng bái thánh thần và tin rằng trên đời có quỷ ma. Chưa kể thân nhân của họ mất tích một cách bí ẩn, đến nay chưa tìm ra, càng củng cố thêm niềm tin về những thế lực vô hình mà mắt người không thể nhìn thấy được. Nghe ông trưởng làng nói xong, tất thảy đều đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, việc mời ai lại là chuyện cần phải suy tính. Bởi có cầu thì ắt có cung, hầu như ở làng nào cũng có người hành nghề lên đồng bói toán, nhưng phần nhiều là dân nơi khác đến xem, còn trong thôn xóm ít ai lai vãng. Bởi người ta tin rằng một chùa nhà không thiên, mặt khác họ nghĩ đã là người làng thì ít nhiều biết về nhau, cho nên bói ra điều gì nhiều khi chỉ là nói dựa. Sau khi bàn bạc xong, mọi người quyết định góp tiền để làm lễ, việc đi mời thầy thì giao cho ông Hoạch trưởng làng. Đám đông đã giải tán, trên băng ghế ngồi ở cuối gian đình còn trơ lại một người phụ nữ cao niên. Ông Hoạch nhận ra đó chính là bà cụ Tuất. Khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cụ ngày hôm nay, bởi khi nãy cụ bị những người khác che khuất nên ông không nhìn ra. Bước lại gần cụ Tuất, ông Hoạch ân cần hỏi han. Cháu chào cụ, thật không ngờ hôm nay cụ lại ra đình họp. Bà cụ Tuất hấp háy con mắt mờ đột, đưa tay lên không trung, chỉ một vòng rồi nói. Ông Hoạch hãy kiểm tra xem, trên những hàng ghế kia, thấy dấu vết gì không? Nếu thấy thì hãy đánh dấu lại, rồi kiểm tra xem ai là người ngồi ở vị trí đó. Đêm nay, ông hãy dẫn người bí mật đi theo bọn họ, nhất định tìm ra hang ổ kẻ phá hoại làng mình, cứu người như cứu hỏa. Đừng mất thời gian đi tìm thầy làm gì. Lát nữa qua nhà tôi, trên ban thờ có một túi bùa đã viết sẵn, ông lấy phát cho dân làng. Đêm nay phụ nữ và trẻ em thì hãy lên chùa tá túc, Đức Phật từ bi sẽ che chở và bảo bọc họ. Ông Hoạch ngỡ ngàng trước lời nói của cụ Tuất. Ông theo lời cụ lên từng hàng ghế kiểm tra, quả nhiên là thấy một vài chỗ ngồi có màu đen mờ kỳ lạ. Ông lắp bắp kêu lên. Có thật cụ ạ. Lúc ông quay lại, cụ Tuất đã không còn ở đó nữa. Ông Hoạch ngơ ngác. Quái lạ, cụ Tuất già cả mù lòa, sao lại đi nhanh thế?
ông vội vã chạy ra ngoài, thẳng đường đến nhà cụ Tuất. Tuyệt nhiên cả quãng đường dài không hề thấy bóng dáng cụ. Đến nơi, ông Hoàng hết sức tự nhiên đẩy cửa bước vào vì nhà không khóa. Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng rồi thẳng vào chiếc ghế tựa của cụ Tuất đang ngồi. Cụ nhắm mắt, hai tay buông thõng, cả người bất động và cứng đờ. Cụ đã hẹn giá vân du từ bao giờ? Sau khi cùng dân làng mỗi người một tay lo liệu lễ tang chu toàn cho cụ Tuất ngay trong ngày, bởi cụ vốn không có con cháu, ông Hoạch vẫn không hết bàng hoàng vì chuyện gặp hồn ma của cụ tại đình làng. Nhớ lại lời chỉ điểm của cụ, ông bố trí những thanh niên khỏe mạnh và nhanh nhẹn cùng vài người có kinh nghiệm phục kích tại nhà những người bị đánh dấu. Tất nhiên trong đó không thể thiếu được lão Sướng và lão Trương. Bởi lão Sướng sau nhiều năm qua lại với thầy bồ Lã Minh Kiều đã học lỏm không ít mánh khóe tà thuật. Còn lão Trương, từ thời còn tại ngũ, lão từng được đồng đội là người dân tộc thiểu số bày cho vài ngón nghề. Quả nhiên, đúng 12 giờ đêm, những người bị đánh dấu như bị mộng du tự động ra khỏi nhà. Đến ngã ba chỗ cây đa quán nước thì xếp thành hàng đi một cách lặng lẽ về phía hồ nước. Đội của ông Hoạch bí mật bám theo sau. Đoàn người đến bờ hồ, lập tức bước xuống thuyền. Nhóm của ông Hoạch cũng bước xuống theo. Thuyền thực chất chỉ là những chiếc chiếu cạp điều. Tuy nhiên, bên dưới đã được lũ ma gia nâng đỡ. Vì thế mà dù bao nhiêu người ngồi lên cũng không chìm. Điều quan trọng nhất là đội của ông Hoạch phải giữ im lặng, bởi chỉ cần phát ra tiếng nói, lập tức sẽ bị ma gia hất xuống. Nhờ ông trời phù hộ, có lẽ do hồi hộp lẫn sợ hãi, mấy thanh niên trong nhóm ông Hoạch tuyệt không phát ra tiếng động nào trong suốt thời gian lênh đênh trên mặt nước. Hồ vốn thông với những con lạch nhỏ đi vòng qua núi và cánh đồng, nên điểm đến của thuyền là một điều khó đoán. Khoảng nửa giờ sau, đoàn người cũng cập bến. Tất cả như lúc trước xếp thành hàng dài, lần lượt bước lên bờ, tập kết ở một khoảng đất trống. Trước mặt là núi đá sừng sững. Nơi này, ông Hoạch và dân làng vốn không lạ gì, nhưng hiếm khi qua lại bởi sự hoang vu của nó. Chưa kể, nhất là từ sau khi Thùy và cô chết đuối, người ta lại càng thêm xa lánh, tuyệt chẳng ai mò tới. Dưới ngọn núi đá có một cái hang, người làng đặt tên là hang dơi, vì đã từ lâu, vô số dơi lạ đã về đây trú ngụ, tạo thành bầy đàn đến cả ngàn con. Lão Sướng nhận ra, nơi này cách mộ tổ nhà mình không xa. Ngày trước, các cụ được thầy phong thủy chỉ điểm dùng đất có phong thủy bảo địa, thích hợp chọn làm nơi an táng để đời sau phát quang. Mảnh đất ấy cũng gắn liền với tin đồn về kho báu từ thời vua Lê Chúa Trịnh. Bởi vì binh biến khôn lường, rất nhiều vàng bạc đã được yểm và chôn giấu, chỉ có những thầy bùa cao tay mới có thể lấy được. Chính vì mảnh đất đó mà hai họ Trịnh Nguyễn tranh giành đấu đá rồi gây thù chuốc oán suốt bao nhiêu đời. Đoàn người đang tiến vào trong hang, ông Hoạch bắt đầu hành động, rút ra từ trong túi mấy lá định hồn phù dán lên lưng người bị dẫn hồn ở phía trước. Người này vừa tỉnh, ông liền ra dấu im lặng. Tất thảy những người ở đây đều biết trước kế hoạch nên phối hợp ăn ý. Người ở phía sau sẽ lặng lẽ dán bùa đánh thức người phía trước. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều thoát ra khỏi dòng kiềm tỏa của bùa chú tà đạo. Trong hang có ánh lửa lập lòe. Lung cả nhóm vào tới tận cùng, liền phát hiện ra toàn bộ những người mất tích trước đó hiện cũng đã có mặt. Họ bị trói đứng ở những cây cột chờ chết, bị bỏ đói nhiều ngày, khiến tất cả kiệt sức, không còn kêu gào được nữa. Nhận ra có người tới cứu, ai nấy mừng rơi nước mắt. Nhưng đúng lúc này, hang động đột ngột rung chuyển, đất đá rơi xuống rào rào. Ông Hoạch hét to: "Mau, mau chạy ra khỏi đây, kẻo bị chôn sống!" Mọi người cởi trói cho nhau, liều mạng chạy bán sống bán chết ra khỏi hang dơi. Không biết do bộ chú hộ thần của cụ Tuất linh nghiệm hay do tổ tiên phù hộ. Sau khi điểm danh, tất cả thở phào vì không thiếu một ai. Lúc ngoảnh mặt nhìn vào trong hang, ai nấy đều kinh hãi vì đất đá bịt kín lối ra vào. Lão Sướng gặp lại con trai út,
thì vui mừng khôn xiết. Sau khi bình tĩnh lại, nó liền thông báo: Thầy bùa Lã Minh Kiều là kẻ gây ra tất cả những chuyện này. Lão đang âm mưu chiếm kho báu nên ráo riết luyện âm binh để mở cửa hầm mộ. Dừng đất có thổ công, sông có hà bá. Để được thần thánh cai quản nơi này ủng hộ, lão tìm cách giết nhiều người để tế. Bây giờ lão ở đâu? Có lẽ là ở mảnh đất có lăng mộ nhà ta. Không chỉ lão Xứng, lão Trương lúc này cũng chợt hiểu ra. Lúc trước, Thùy chính là bị gã thầy bồ họ Lã này sai khiến, hay nói chính xác hơn là trao đổi điều kiện với nhau. Thùy sẽ được lão phù thủy giúp sức để ở lại nhân gian, nhập vào lại, sau đó trả thù nhà họ Trịnh. Đổi lại, cô ta sẽ lấy mảnh ghép còn thiếu của Thái Cực Đồ, cũng chính là chìa khóa mở cửa hầm mộ bí ẩn để đưa cho họ Lã. Thằng Út vừa nói xong, thì ở đằng xa, bỗng vọng lại tiếng hét vô cùng ghê rợn. Tất thảy mọi người liền kéo nhau chạy về phía âm thanh chết chóc. Chỉ thấy chân trời nơi ấy lóe lên những tia sét sáng lòa. Sau cùng là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mọi người sợ hãi, cúi rạp người tránh thương tích. Xung quanh cát bụi bay mù mịt. Dưới nước, những cột sóng bốc cao. Tiếng gió rít ù ù, tiếng quạ kêu, tiếng chim lợn en ét, hòa với tiếng chó sủa hóng từ tận trong làng vọng ra. Tất cả tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Đợi cho mọi thứ lắng lại, đoàn người lần lượt rủ các bụi đứng dậy, lò dò tiến về phía trước. Chỉ thấy trước mặt là một cái hố sâu hoắm, có một người đang nằm sóng xoài, áo quần tả tơi, mặt mày đen nhẽm. Hai tay lão còn cầm thanh bảo kiếm già tràn hè. Thằng Út chỉ tay la lớn: Thầy bùa Lã Minh Kiều, chính là ông ta! Mọi người chạy xuống hố khinh cái xác của lão phù thủy lên trên. Lúc này tại ấn đường của lão, một dòng máu đỏ rỉ xuống, miệng lão há hốc và hai mắt trợn trừng như không cam tâm. Khi chạm tay vào cổ lão để kiểm tra mạch đập, ông Hoạch lắc đầu: Lão ta chết rồi. Ông Xứng vừa nhìn qua liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Ông ta nói: Lão bị những âm binh canh cửa hầm mộ giật đấy. Có lẽ đội quân âm binh mà lão luyện những ngày qua chưa đủ sức chiến đấu với những kẻ đã canh giữ nơi này suốt mấy trăm năm. Có người vội thắc mắc: Nhưng điều gì đã khiến lão phải vội vàng ra tay như vậy? Rõ ràng lão có thể nán lại đợi thời cơ chín mùi. Không ai có câu trả lời ngoài lão Trương. Lão biết thời khắc mà lão tìm ra nơi chôn cất Trịnh Thị Thùy và giải thoát cho cô, phù thủy Lã Minh Kiều đã đánh hơi được kế hoạch có thể bị bại lộ, bởi Thùy không còn chịu sự chống chế của lão nữa. Một khi cô lên đồng khai toàn bộ mọi chuyện, coi như công sức của lão sẽ đổ sông đổ bể. Vì thế mà dù thời cơ chưa chín mùi, nhưng phù thủy Lã Minh Kiều vẫn liều mạng động thổ mở cửa hầm mộ xông vào cấm địa. Cuối cùng, người tính không bằng trời tính, đội quân âm binh canh giữ hầm mộ cả trăm năm qua đã đánh cho lão một phen tơi tả. Kẻ đau nhất sau sự việc này hẳn là lão Xứng, bởi lão không thể ngờ bản thân đã rất xấu vào nhà. Phù thủy họ Lã ban đầu tiếp cận lão chính là bởi muốn chiếm đoạt một nửa mặt đá của chiếc chìa khóa mở cửa hầm mộ. Còn lão Trương bởi vì oán niệm mất vợ năm xưa mà mượn diệt công trả thù riêng, vô tình gây ra họa chết chóc. Đã thế còn làm mất mảnh ghép còn lại trong Thái Cực Đồ, suýt nữa khiến cho kẻ xấu đạt được mục đích. Bầu trời đêm lúc này đã trong trở lại, ánh trăng ló rạng khiến những thứ bên dưới hố sâu hiển hiện rõ hơn. Trưởng làng Trần Mạnh Hoạch dẫn đầu đoàn người xuống bên dưới kiểm tra. Ông thốt lên đầy kinh ngạc: Ở đây quả nhiên có dấu vết của một lăng mộ bị chôn vùi. Ta phải về báo cho chính quyền. Đây có thể là một di tích khảo cổ quan trọng. Sau những ngày biến động, bình yên cuối cùng cũng trở lại làng rồi. Đứng trước ngôi mộ của Thùy và Côi, lão Trương nói lời hối lỗi cùng người thông gia cũ: Tôi và ông đấu đá qua lại bao nhiêu năm, không ngờ cuối cùng chỉ là quân cờ của người ta. Lão Xứng gật đầu đáp lời: Đoàn khảo cổ của tỉnh đã về khai quật khu lăng mộ và chứng thực đó là nơi an táng của mật quận công, tướng quân Tả Đô Đốc Vi Văn Dũng,
một vị tướng dưới thời nhà Lê, tức là nó chẳng liên quan gì đến hai họ Trịnh Nguyễn chúng ta. Lão Trương gật đầu bồi ngồi. Đúng vậy, thế mà vì mảnh đất đó mà hai họ tranh chấp thù hằn suốt nhiều năm liền, gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Thắp cho con gái nén hương, lão Xứng bồi ngồi, đưa tay khẽ lau khóe mát. Có lẽ giờ phút này, hai người đàn ông lớn tuổi đã nhận ra sự tham lam và ích kỷ chính là thứ thuốc độc giết chết con người ta nhanh nhất. Nheo mắt nhìn về phía xa xa, lão Trương bỗng thốt lên. Ồ kìa, kia chẳng phải là mẹ con cái Thùy à? Lão Xứng hấp hái con mắt nhìn theo tay người thông gia, chỉ thấy chân trời một màu xanh ngát. Có hai đám mây trắng lơ lửng, các hình rõ rệt một người một nghé, đang dắt nhau đi trên cánh đồng rơm vàng rực. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.